Hello anh em ha. Khi nãy mình vừa mới kiểm tra trứng thì có hai con nó đã tự rạch ra rồi. Đây là trứng rắn ngô ha. Cho nên mình chuyển nó ra cái bát này, bốc thêm một ít đất ấp nữa. Để sau này có nở xong thì mình cũng vứt đi chứ mình không không có giữ nó lại. Mình cắt trứng ha. Có thấy gì không ta? Chắc là thấy chứ. Địt mẹ cái máy này. Chỉ là ơ mêu thôi, không có gì khác bột cả, tại vì là bố mẹ đều là ơ mêu cả. Em là ai? Cũng thế, không có gì khác bột hết. Nhưng cái này nó bị vướng. Đợi chờ giây phút cắt trứng này hơi bị lâu rồi. Rất là lâu rồi. Vẫn hy vọng là nó sẽ ra một con gì đó là lạ. Thế cả không con nào khác con nào hết.
không có gì khác bọt luôn. Buồn nhỉ. Tất cả đều là ơ mơ gì. Ok là